đang vào chùa Long Sơn ở thành phố Nha Trang Khánh Hòa. Các bạn đi chơi cùng mình nhé. Sau cổng người Việt mua thử cho khách ăn. Đây là đại điện chính các bạn. Giờ mình tạm dừng bên đây một chút rồi mình thắp nhang. Là tháp. Chút nữa mình sẽ lên.
đường sọc nó không được vào nên mình không được vào trong. Quay được rồi. Thập tổ nhập nước quán quẹt không? Có quẹt không?
cái phượng đỏ đây nở rất là đẹp. Đây cũng rất là đầy đủ đồng đây. Trên này gần như nhìn chỗ thành phố Nha Trang. Bác Hoàng không lên à? Nghe tiếng bồ câu con kêu, bồ câu đã làm tổ trong dưới chân tượng Phật. Đây chú bồ câu con đây, không biết là camera nhìn thấy tối không thấy. Bồ câu mẹ ở bên này chim sẻ làm tổ rất là nhiều. Ở đây một nơi lý tưởng để làm tổ, được che bao bọc bởi cái lớp áo Phật bên ngoài nên là khá là kín gió và thông thoáng.